Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên đề chính sách xã hội của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau. Thưa quý vị và các bạn, do lợi nhuận cao thứ ba chỉ sau mua bán ma túy và vũ khí, nên tội phạm mua bán người đang diễn biến ngày càng phức tạp trên phạm vi cả nước. Không chỉ ở phụ nữ, trẻ em mà hiện nay nam giới cũng là nạn nhân của vấn nạn này. Do đó, công tác tuyên truyền, nâng cao cảnh giác đối với những thủ đoạn của bọn tội phạm mua bán người đang được Sở Lao động Thương binh và Xã hội thực hiện ở hầu khắp các địa phương trong tỉnh. Hội nghị tập huấn nâng cao ý thức phòng chống tệ nạn xã hội và nạn mua bán người vừa được Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau tổ chức tại thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình. Đối tượng tham gia là đội ngũ tuyên truyền viên ở tất cả các ấp khóm và đông đảo nhân dân trên địa bàn thị trấn. Nội dung tuyên truyền được lồng ghép nhiều nội dung nhưng thu hút hơn hết vẫn là việc chia sẻ thông tin về vấn nạn mua bán người, được báo cáo viên tuyên truyền thông qua những con số cụ thể, phân tích phương thức thủ đoạn và hình thức đưa người xuất cảnh trái phép sang nước ngoài. Trong cái tình hình hiện nay thì đối với công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội là đặc biệt là quan trọng. Khi tập huấn thì chúng tôi cũng đã tiếp thu được những cái nội dung cũng như là đặc biệt là cái vấn đề mà tình trạng mà tội phạm xảy ra. Rồi qua tập huấn thì mình cũng biết được cái cách để mình tuyên truyền vận động cho mọi người làm như thế nào để cách phòng chống cho nó tốt nhất. Với thủ đoạn tinh vi và phạm tội có tổ chức nên công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân dân luôn được đề cao ở các địa phương. Nhiều năm qua, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình là địa phương không xảy ra vấn nạn mua bán người. Tự hào về kết quả này, địa phương vẫn không ngừng tập trung cho công tác phòng tránh, cụ thể là tuyên truyền giúp người dân nâng cao hiểu biết về phương thức tiếp cận cũng như thủ đoạn tính chất phức tạp của tội phạm mua bán người. Điều mà bất kỳ ai cũng chủ quan nghĩ rằng nó chỉ có thể xảy ra ở đâu đó. Nhưng trên thực tế, loại tội phạm này phức tạp có thể diễn ra ở bất kỳ đâu và bất kỳ đối tượng nào thông qua mạng xã hội. Cũng là một thành viên của đội phòng chống tệ nạn xã hội này. Nói chung là cũng có gần đây có một số để lợi dụng lòng tham của những gia đình và những bé để muốn có tiền nhiều mà làm công việc nhẹ. Thì do đó đối với chúng tôi thì cũng là một thành viên mà cũng dẫn động tuyên truyền cho bà con làm thế nào đừng có nghe lời theo dụ dỗ vấn đề này. Lo chứ sao lại sợ không cho nó chơi game, không cho này cái nọ, sợ nó sau này cái nó mê tín mà cho trong vòng coi này tiếng hồ nửa tiếng hồ là không cho coi. Nó ở nhà nó học ngay toàn là nó gấp xe này kia nọ. Chứ nó không có để đi chơi ngoài vậy. Thời gian qua, lực lượng chức năng liên tiếp triệt phá các đường dây mua bán người trên phạm vi cả nước. Đã có không ít nạn nhân nghe theo lời hứa có công việc nhẹ, thu nhập cao từ nước bạn. Thực tế này đòi hỏi có sự phối hợp chặt chẽ từ xóm, từ xa, ngay từ cơ sở, đề cao ý thức phòng chống tệ nạn mua bán người. Nhất là việc đề cao cảnh giác của từng gia đình để quản lý con em trong sử dụng thiết bị di động để tránh các chiêu thức bị lừa đảo qua mạng. Thưa quý vị, tội phạm mua bán người thường hoạt động có tổ chức và xuyên quốc gia, thủ đoạn lại rất tinh vi. Nhiều trường hợp chính nạn nhân và người thân vẫn không biết rằng mình đang tiếp tay cho đường dây mua bán người. Đây là buổi tuyên truyền về phòng chống mua bán người diễn ra trên địa bàn xã Trí Phải, huyện Thới Bình. Những năm trước đây, tỉnh Cà Mau có một số nạn nhân bị lừa vào đường dây mua bán người xuất cảnh trái phép sang Campuchia. Hầu hết là người lao động cần việc làm, nhưng lại cả tin nghe theo lời giới thiệu từ bạn bè, hàng xóm sang bên kia biên giới sẽ có công việc nhẹ nhàng và thu nhập cao. Từ hy vọng được đổi đời, nhiều người đã nghe theo lời của những đối tượng buôn người xuất cảnh trái phép sang các khu vực biên giới, sau đó bị bán vào làm việc tại các nhà chứa do người nước ngoài quản lý. Từ câu chuyện thực tế này, vấn đề việc nhẹ lương cao được xác định là chiêu thức của bọn lừa đảo. Việc nhẹ mà lương cao làm gì có. Này nó lừa thôi, nó lừa để làm gì. Nó lừa đi quả cũng làm gì nhẹ, nó cấp cho trang bị cho chỉ cái máy tính thôi. Nhưng chúng tôi được biết đó, là sao nó lừa được đó, mỗi một ngày đó là lừa được đó, bà con dòng họ hoặc là người Việt Nam mình đó. Người này đó lừa được đó là khoảng đó vài ngàn đô la, 5-7 ngàn, 10 ngàn đô la thì nó mới đáp ứng được yêu cầu, còn không có thì nó không cho ăn nè, nó không cho uống nè, rồi đó là nó không cấp lương nè, rồi thậm chí nó bán đi cho những cái nhóm tội phạm khác ở Campuchia hoặc ở Myanmar hoặc một số quốc gia khác. Nếu như năm ngoái, cả nước có hàng trăm nạn nhân
bị mua bán vào các đường dây buôn người, thì nửa đầu năm nay, số nạn nhân bị lừa bán vẫn chưa dừng lại. Lực lượng chức năng đã phát hiện và điều tra nhiều vụ liên quan nhiều đối tượng phạm tội mua bán người. Nhiều đường dây mua bán người đã bị triệt phá và đưa ra xét xử nghiêm minh trước pháp luật. Tại Cà Mau, từ đầu năm đến nay, chưa ghi nhận trường hợp bị lừa bán vào các đường dây buôn người. Điều này cho thấy ý thức của người dân đã được nâng cao. Nắm được mục đích yêu cầu của cái việc tuyên truyền cái đội ngũ trí thức trẻ trong việc là nhận thức để trong cái vấn đề là nhận thức về cái công việc á, để rồi làm thế nào là để cho cái người tuổi trẻ này là nắm được, để rồi là xác định cho được cái công việc là để ổn định trong cái công việc ở nhiều khi ở đối với địa phương cũng như là những cái công việc của ở của trong nước trong nước, để rồi là xác định cho nó rõ để mình thực hiện cho nó tốt cái công việc của mình, không được không bị dụ dỗ là cám dỗ với những người khác là để rồi là đi theo cái con đường nó không tốt. Theo lực lượng chức năng, mục đích của tội phạm mua bán người là cưỡng bức lao động, bóc lột tình dục, lấy bộ phận cơ thể nạn nhân và nhiều mục đích vô nhân đạo khác như bắt người khuyết tật ăn xin hoặc thử nghiệm các loại hóa chất, thuốc, vũ khí ở bên ngoài lãnh thổ Việt Nam. Từ thực tế này, ý thức cảnh giác của người dân đóng vai trò quyết định, nhất là ý thức cảnh giác với các chiêu thức tiếp cận nạn nhân qua môi trường mạng xã hội. Thì đối với góc độ địa phương thì chúng tôi sẽ tuyên truyền với nhiều hình thức, ví dụ như là tuyên truyền trực tiếp trong các cái buổi họp dân ở địa phương, cũng như là sẽ thông tin có những thông tin lên cái nhóm Zalo, cái trang Zalo của khóm, có nghĩa là chúng tôi đã thành lập nhiều cái nhóm, thì có những cái tin nào mà nó hữu ích thì chúng tôi sẽ gửi lên nhóm để bà con chúng ta tiện theo dõi và có cách phòng tránh cho nó hiệu quả nhất. Để bất kỳ ai cũng nhận thức vấn nạn mua bán người không phải là câu chuyện ở đâu đó xa xôi, ở vùng sâu, vùng biên giới hay hải đảo, mà thực tế đây là câu chuyện có thể xảy ra với bất kỳ ai và bất cứ đâu trong thời buổi mạng xã hội phát triển rộng khắp như hiện nay. Từng nghe thông tin về nạn lừa bán lao động sang các nước nên khi con có nhu cầu xuất khẩu lao động, bà Tèo rất lo lắng. Ngoài việc tìm hiểu kỹ thông tin thị trường lao động, bà còn ủng hộ con tìm đến Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Cà Mau để đăng ký thủ tục và chọn thị trường lao động phù hợp. Theo bà, liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm là đơn vị chính thống, vừa có thể đảm bảo quyền lợi cho người lao động khi xuất cảnh, mà phụ huynh cũng an tâm hơn khi con em mình đi lao động tại thị trường ngoài nước. Cái thấy mấy cái cảnh mà người ta bắt, người ta quay lên, nó chờ quýnh đập, thấy hô mà hô đi cái trong bụng đầu gầu lo muốn chết luôn, chứ đâu cũng sung sướng gì đâu. Đi qua bánh người mần được rồi mới khỏe, chứ đâu mà đi qua khơi khơi đi cái sợ muốn chết, chứ đâu có mà đâu có đi mà thoải mái trong người đâu. Bây giờ nó mần được rồi đi mới bằng đầu lên máy bay đó, đi về cũng lo muốn chết luôn vậy, biết có sao không. Đi chứ nhà nước chứ cũng lo dữ lắm, mà đi rồi an toàn rồi mới khỏe. Trên thực tế, có nhiều vụ lừa đảo lao động sang thị trường lao động nước ngoài. Những lo lắng của người có con đi lao động nước ngoài cũng là điều dễ hiểu. Phần lớn độ tuổi của người có nhu cầu đi xuất khẩu lao động là từ 18 đến 30. Đây là nhóm tuổi thích sử dụng mạng xã hội như Zalo, Facebook. Lợi dụng thói quen này, các đối tượng đăng quảng cáo trên mạng xã hội nhằm mục đích lừa đảo. Cháu tôi đi nói thiệt chứ cô là cũng sợ dữ lắm. Sợ đi qua bển người không biết, mình đưa tiền cho người ta không biết tới đâu, rồi người ta lừa đảo, rồi cháu mình nó vất vả, nó nằm nó giữa khơi đó, rồi không tiền về, không chỗ ăn chỗ ở, cũng sợ lắm. Trời ơi, đi cũng nước mắt hai hàng với cô. Cháu đi thì cũng mừng lắm nhưng mà cũng sợ dữ trời lắm. Rồi sợ rồi bắt đầu nó mới mần ăn được, nó cũng gửi tiền về cho cha mẹ nó, thì thấy nghe cũng mừng. Người dân cần nêu cao cảnh giác và cẩn thận với những lời chào hấp dẫn nhưng lại không có hợp đồng rõ ràng, không có sự bảo đảm của cơ quan chức năng. Theo khuyến cáo của ngành chức năng, người dân trước khi muốn đi xuất khẩu lao động cần phải tìm hiểu kỹ thị trường và những công ty trung tâm xuất khẩu lao động của nhà nước để được đảm bảo quyền lợi. Là cái hệ thống cộng tác viên của trung tâm hiện nay là đã phủ đều ở các cái ấp xã rồi.
hệ thống thì cũng khoảng trên dưới 1.000 cái cộng tác viên ở các cái khóm ấp. Thì đối với các cái cộng tác viên này thì trung tâm sẽ hỗ trợ những cái thông tin thị trường lao động chính thống, đặc biệt là cái thị trường lao động ngoài nước, để cho cộng tác viên tuyên truyền phổ biến cho người dân tại địa phương mình được thụ hưởng cái chính sách và được tiếp cận với cái thông tin thị trường chính thống. Tránh tình trạng là có những cái trang thông tin, trang mạng xã hội họ sẽ mời gọi những cái thông tin thì người dân sẽ bị nhầm và có thể là cũng tin vào những cái thông tin như thế. Năm học mới sắp bắt đầu nhưng tình trạng học sinh nghèo có nguy cơ bỏ học luôn là nỗi lo của chính quyền các địa phương. Những ngày này, ngoài chuẩn bị cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên các địa phương đang tích cực vận động mọi nguồn lực hỗ trợ học sinh nghèo với mong muốn các em được tiếp bước đến trường. Phóng sự được thực hiện tại huyện Nam Căn. Gia đình nghèo lại đông con. Năm ngoái, gia đình bà giàu ở thị trấn Nam Căn phải cho đứa con lớn nghỉ học khi cháu mới vừa lên lớp 9. Năm nay cháu thứ hai lên lớp 7, gia đình vẫn trong cảnh thiếu trước hụt sau. Biết được hoàn cảnh khó khăn của gia đình, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Nam Căn đã đến nhà tìm hiểu thực tế, sau đó vận động mọi nguồn lực cùng chính quyền địa phương hỗ trợ tập sách, tặng cả xe đạp cho các em có thêm điều kiện đến trường. Giúp đỡ thì em cảm ơn. Cảnh thì cũng khó khăn. Giờ tới năm học mà em cũng chưa có mua vàng mỗi sách vậy cho cháu chứ, chưa có cuốn nào luôn. Quần áo thì quần áo cũ rồi có, giờ em còn thiếu sách này kia. Với điều kiện đi học cũng không có xe đi nữa. Yêu cầu giải trình nhà trường cho hay là người phụ nữ thì cho là con em nó cũng mừng lắm. Là hộ nghèo, chồng bị bệnh và đang nuôi con đi học. Bà Hân ở xã Hiệp Tùng hiện sống bằng nghề mua phế liệu nên thu nhập cũng bấp bênh. Mới đây, bà rất vui mừng vì được các nhà hảo tâm quyên góp tặng xe đạp cho con mình. Từ đây bà có nhiều thời gian cho công việc vì không phải đưa rước con đến trường như trước đây. Đã không tốn tiền đưa đi học, nhưng cái xe đạp mừng khỏi có tiền đưa đi. Đây đưa đi nó cũng đúng tiền xăng á, cho nó đạp lên nó cho nó khỏe. Gần như năm nào trong mỗi một cái chuẩn bị tới mùa nhập trường thì chúng tôi cũng cố gắng là vận động để xin giúp cho các cháu. Có năm thì giúp được mấy trăm chiếc xe đạp luôn, rồi cả 100-200 suất học bổng, rồi sách giáo khoa. Nhiều trường hợp hoàn cảnh gia đình khó khăn, một số phụ huynh phải để con em nghỉ học phụ giúp gia đình thay vì đến trường học tập. Việc vận động để học sinh đến lớp trong trường hợp này là điều không dễ dàng, nhưng huyện Nam Căn quyết tâm thực hiện tất cả vì tương lai của các em. Thì qua kiểm tra thì huyện cũng có chỉ đạo về mặt sửa chữa cơ sở vật chất cũng như chỉ đạo các trường để chuẩn bị tốt cho cái năm học khai giảng năm học 2024-2025. Thì bên cạnh đó thì huyện cũng đang tranh thủ vận động các cái mạnh thường quân để hỗ trợ những cái sức quà cũng như học bổng rồi cho các em có hoàn cảnh khó khăn đều được đến trường, không để đứa em nào mà vì khó khăn không được đến trường. Huyện Nam Căn hiện còn 293 hộ nghèo, địa phương đã chỉ đạo các đoàn thể tổng hợp danh sách học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, vận động mọi nguồn lực để hỗ trợ, không để học sinh nào vì hoàn cảnh khó khăn mà không được đến trường. Đến đây, thời lượng dành cho chuyên đề chính sách xã hội của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau đã hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.